Đại diện của Phi Nhung tuyên bố thẳng chuyện ông Hoàng Kiều xin nhận nuôi 23 đứa bé dù nợ chồng chất. Sau khi Phi Nhung mất, tỷ phú Hoàng Kiều cho biết ông muốn thay nữ ca sĩ chăm sóc cho 23 đứa trẻ mồ côi. Trước lời ngò này, đại diện của giọng ca bông điên điển đã lên tiếng. Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28 tháng 9, sau gần 40 ngày chống chọi với COVID-19. Thông tin này đến nay vẫn là cú sốc lớn với công chúng và giới giải trí. Sự ra đi đột ngột của giọng ca bông điên điển khiến mọi người khó có thể chấp nhận. Điều chạy lòng nữa là cuộc sống của 23 đứa trẻ mà nữ ca sĩ nhận nuôi khi còn sống. Dư luận lo lắng, buồn bã khi các em lại thêm một lần mồ côi sau khi Phi Nhung mất. Biết được chuyện này, tỷ phú Hoàng Kiều đã lên tiếng khẳng định mình sẽ giúp Phi Nhung nuôi dạy 23 người con nuôi. Trong livestream hôm 29 tháng 9, Hoàng Kiều tâm sự bản thân hiện tại không còn là tỷ phú, cũng nợ nần rất nhiều nhưng chắc chắn sẽ chăm sóc chúng nên người. Ông từng trải qua cảnh mồ côi khi chỉ mới 3 tuổi nên rất đồng cảm với các bé. Đến ngày 30 tháng 9, quản lý của Phi Nhung, bà Diễm Phạm đã trả lời dân trí về chuyện này. Hiện tại gia đình đã biết được ý định của tỷ phú Hoàng Kiều và rất cảm ơn ông. Tuy nhiên mọi người vẫn đang rất đau lòng trước sự ra đi của Phi Nhung, tâm trạng vẫn dối bời nên chưa thể nói gì thêm. Tôi có coi qua một số thông tin báo chí đưa nhưng hiện tại gia đình đang dối bời và phải lo chuyện hậu sự cho Phi Nhung. Mọi chuyện chăm sóc các con tạm thời vẫn bình thường. Chúng tôi sẽ phải coi lại, những gì chị Nhung duy trì thì vẫn sẽ được tiếp tục. Hai nhà hàng bán đồ chay vẫn còn hoạt động, vẫn có thể nuôi các con được chị ấy vẫn để lại tất cả để duy trì cuộc sống cho các con, quản lý chia sẻ. Bà Diễm Phạm nhấn mạnh, gia đình biết ơn tấm lòng của tỷ phú Hoàng Kiều nhưng muốn tập trung lo hậu sự cho nữ ca sĩ và sẽ giải quyết chuyện này sau. Họ sẽ thực hiện hết những việc mà Phi Nhung đang làm giang dở, hoàn thành ước nguyện của cô. Trong khi đó, Cục Trẻ Em, Bộ LD, TB và XH thì đưa ra hai phương án cho việc này. Một là các em sẽ tiếp tục được gia đình, bạn bè của Phi Nhung chăm sóc, nuôi dạy. Hai là nếu mà người không thể tiếp tục, địa phương sẽ tiếp nhận đưa các bé vào cơ sở chăm sóc công lập nhất định cơ quan quản lý nhà nước sẽ không để các bé bị thiệt thòi hay bị đẩy ra đường các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé